bữa đó đi chơi điện tử về xong rồi ba tao cầm cây con bự về nè, để ông đứng ngay cửa, tao mở cửa vô rồi đập tao mặt mặt ba cây. Thằng này tao muốn nghe mày kể là kể cái bút gì quánh hết trận cửa nào mà mày kể chết chết luôn hả? Hay là giờ vậy mày làm con tao đi, cái tao làm mày làm con tao, cái tao làm ba mày. Vậy mày đánh giá tao hả? Không phải, có nghĩa là mày sẽ đóng vai giả làm tao, xong cái tao giả làm ba tao, xong cái tao đánh mày, cho mày bị đánh, nói giọng mày cũng là cha tao thì mình giả bộ thôi, giả bộ để mày được bị đánh đó, mày nói mày chưa được bị đánh. Lại giờ tao làm mày đúng không? Rồi tao làm ba tao, cái tao đánh mày. Tao biết rồi, mày làm cho tao ngu lắm, mày đánh hoài. Vậy bây giờ mình giả bộ nha, giả bộ cái mày đi chơi điện tử, mày vô đi. Rồi sao? Sao mày nói mày hiểu rồi? Rồi tao biết. Giờ tao đi chơi điện tử về đúng không? Rồi biết rồi. Để tao kiếm cái cây. Ê, kiếm cây bự bự. Lại đây nè. Xuống nha mày. Trời ơi, cây này là quýnh đá luôn á. Bây giờ tao giả làm tao nha. Tao giả chọn nè. Cái thằng này bữa nay nó dám lấy tiền của mẹ nó đi chơi điện tử. Mày làm gì vậy? Mày về mày phải sợ, mày ăn cắp tiền mày đi chơi điện tử thì mày phải sợ chứ. Tao quên, tại tao nghe quá. Tao nhớ là để tao làm lại nha. Lần thôi đó. Lần này á, nó mà về đây là phải tới số luôn, mày ăn cắp tiền đi chơi điện tử. Dạ. Đâu vậy đó? Thứ ba tôi mới đi bán báo về. Lúc này mày là quý, mày là tao. Mày đi chơi điện tử về. Lần cuối cùng thôi nha. Tao biết rồi. Con nhiều đó. Đi đâu vậy đó? Dạ. Thưa ba, mới đi chơi điện tử vậy. Ba ơi, ba đánh không ba? Đánh lẹ ba. Bị đánh mà như đi mừng đi ăn đám giỗ vậy á. Mệt quá, mà tao đánh luôn. Tao đánh nha. Con dám ăn cắp tiền của mẹ đi chơi điện tử đúng không? Dạ. Con biết như vậy là sai đúng không? Dạ, ba đánh mẹ. Trước cái nhà
có cái đường chạy ngang nữa. Ông nhìn coi hết cái thành phố này, cái nhà nào mà không giống như mày nói. Cụ thể, chi tiết lên. Tao có hàng xóm nè. Hồi bữa tao còn ở trước nhà với bà hàng xóm của tao á. Xong cái tao gặp một chiếc xe, chi tiết không nhỉ? Chiếc xe màu hồng, biển số 1245, chạy ngang qua vậy nè, chi tiết không? Chi tiết, chi tiết không lẽ tao biết kiếm cái xe màu hồng đó đâu cho mày. Thôi mày đừng lo mày ơi, hồi đó bà ngoại tao nói hả, chỉ có con cái là bỏ cha mẹ thôi, chứ cha mẹ không bao giờ bỏ con cái hết á. Lát mà mẹ cũng đi kiếm gì vậy? Sao lâu lắm rồi, ba mẹ tao không tới kiếm tao nữa. Từ từ cũng kiếm mà mẹ ơi, lo gì. Mày biết chữ hả? Mày bố mày dạy tao đi.
im thiệt á. Mà ngủ đi, có gì tao kêu. Cái áo tao giặt rồi năm trước mà. Trời ơi, sao tôi bớt vậy? Dạy con em mày tên gì? Thằng Quý, gì vậy?